Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7, miễn phí trọn đời sản phẩm. Chúng tôi còn nhớ cũng trên chương trình Cà Phê Sáng Thời sự Thế Giới, cách đây cũng 6 năm hay 8 năm gì đó, À, thời kỳ mà bắt đầu các kỹ thuật liên quan đến xe tự động thì chúng tôi đã nói chuyện tranh luận với nhau đùa nói là một ngày nào đó, đó xe quý vị bấm điện thoại cái xe tự động nó đã đến nhà quý vị bước lên xe xe chở tới nơi xong rồi khi mà về tức là phải uống đi uống rượu mà sợ là không lái xe đó không muốn lái xe thì bấm uh, một cái xong xe đã tới ngay trước cửa xe nó mở cửa ra quý vị bước vào mình đùa thôi mình nghĩ nhưng mà tôi nghĩ lúc đó thế nào cũng thành hiện thực chứ ừ. không phải là chuyện viễn vông đâu mà quả như như thế thực ra ngày hôm nay Waymo họ nói đã xong rồi họ thử nghiệm trong vòng năm sáu năm vừa qua rất là an toàn rồi ừ. và thậm chí vào cuối năm ngoái đó Waymo uh, xin giấy phép để bắt đầu cung cấp robot taxi xe chiếc này này dựng ngay trước nhà của Ngọc Lan họ báo cho biết là bởi vì cái có cái, cái app á, là cái vị bà biết là thậm chí là cái app đó hướng dẫn báo cho cái vị biết chiếc xe đến đâu đến đâu đến đâu đến đâu rồi khi tới nơi tự động mở cửa Ngọc Lan bước vào phía sau ngồi đó là tự động đóng cửa lại xong chiếc xe chạy tới địa điểm đó ngừng lại mở cửa ra Ngọc Lan thì tất cả những cái chi phí tiền bạc là xong xuôi hết nó tuyệt vời đi như vậy không tài xế quý vị Thế nhưng điểm đáng chú ý đó đã xảy ra hai trường hợp mà khiến cho Ủy ban tiện ích California, <laughs> Ủy ban tiện ích chuyên môn giám sát những cái trường hợp về điện, nước, vân vân hỏa hoạn hoặc là à, ga khí đốt. Ngày hôm nay thì Ủy ban tiện ích California nói no, chúng tôi à, chưa có chắc chắn lắm bởi vì đã xảy ra một số cái gọi là sự cố. <laughs> Chiếc xe này dừng lại ngay cái chỗ cái cột nước á rồi à, trong trường hợp xe cứu hỏa đang chữa cháy một căn nhà chiếc xe này cán lên luôn cái đường dây chữa cháy băng từ bên này qua băng qua bên kia họ nói rằng trong trường hợp bình thường đó là tài xế họ né ngay lập tức khi mà à, tài xế bình thường thấy chiếc xe cứu hỏa đậu ở bất cứ nơi nào đó cái điều đầu tiên chúng ta né chứ không có ai mà lái qua cái cái đường ống để mà đang chữa cháy cả. Thì nó xảy ra hai cái trường hợp như vậy khiến cho ủy ban TX nói rằng không họ tạm ngừng cứu xét để cho phép chiếc xe robo taxi này hoạt động ở quận Los Angeles trong vòng 120 ngày. Sau 120 ngày họ đã họ sẽ quyết định xem nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có thể trong tương lai sớm muộn gì thì những cái chiếc xe robotaxi này xuất hiện trên đường phố đầu tiên là ở Los Angeles rồi sau đó sẽ xuống tới Irvine hay quận cái bất cứ nơi nào ở quận Cam này bởi vì sau khi họ nói rằng cái kỹ thuật bây giờ nó rất là hoàn chỉnh chiếc xe này trong thời gian qua đó trong suốt một năm trời vừa qua từ 2023 cho tới 2024 không hề xảy ra bất cứ một cái trường hợp đáng tiếc nào chiếc xe không xây tai nạn à. hay ha Stop sai dừng lại đèn đỏ dừng lại nhường quẹo trái quẹo phải rất là tốt và họ thử nghiệm nhiều chứ đâu phải là chỉ có một lần họ thử nghiệm cả bao nhiêu chục ngàn lần đó để bảo đảm an toàn cho đặc biệt là hành khách trong xe. Wow. Wow. Một ngày nào mình chỉ à, cần sáng ra cái mình chắc, bấm chắc cái nút cái chiếc thế xe thế chạy cái kịch lên trước mình... nhà bước lên bấm địa điểm đến thấy là nó chạy nó. Đi đến, mình nhưng mà không tôi thấy gọi gì? Uber với Lyft nó có vẻ là an toàn hơn. <laughs> ít nhất có nhưng mà quý vị cũng đừng, đừng quên đó là Uber Lyft cũng đã xảy ra rất nhiều những cái vụ tấn công tình dục yeah. rồi ăn cướp này nọ cả họ nói rằng loại bỏ tài xế đó thì loại bỏ cái thành phần mà những kẻ ác kẻ xấu nó nó là tài xế để nó dụ dỗ các cô gái mặc dù đó là những trường hợp hiếm hoi mà làm sao mình biết được cái người đó như thế nào. Đó. Và ví dụ như ở trong trường hợp này tin tức vừa mới đưa ừ. uh, một người này là mục sư của giới trẻ. Ông này 39 tuổi. Từ năm 2016, 2017 đó, từ lúc đó là ông này đã bị đưa ra tòa với cáo buộc liên quan đến cái việc là ông đã trong những cái lần mà giống như là làm việc với lại những thanh thiếu niên đó ờ uh, bên nhà thờ họ có những cái chương trình sinh hoạt thì lúc đó có hai anh em của cậu bé đó là hai đứa đó là sinh đôi nó chỉ mới có 14 tuổi thôi trở thời điểm năm 2016 17 thì chở nó đi uh, uh, sinh hoạt rồi chở nó đi coi phim thì ừ. trong cái lần đi coi phim đó đó nó nói là xảy ra nhiều lần nhưng mà đến cái lần đó oh, là nó là trong cái cái rạp như vậy xong rồi cái uh, ông này kêu một một trong hai cái đứa bé sinh đôi đó, con trai kêu ở ngồi lên chân của mình, ở xong rồi hôn lên mặt nó, rồi trước khi hôn lên môi nó, vân vân. Thì cái đứa bé đó nó nó chống cự. Ừ. Thì ông kêu ok nó ngồi qua kêu đến cái cái thằng anh em sinh đôi với nó, thay thế vào chỗ đó. Đó, thì sau đó thì những đứa bé này nó về nó mét với lại à. bố mẹ nó. Thì lúc đó mới thưa, thì ngay thời điểm đó năm 2016 17 là ông mục sư này bị bắt. Ông này ở, ở cái nhà thờ ở cái khu vực mà Lake Forest. Xong rồi khi mà ra tòa năm 2018 đó thì lúc ra tòa lúc đó ông này bị kết án là 4 năm tù. Tuy nhiên, sau đó thì cái bản án đó người ta nói phải hủy, phải xử lại vụ này bởi vì họ phát hiện ra là lúc đó đó là ông chánh án, ông thẩm phán của cái phiên tòa đó đã có một cái giống như là trao đổi trước với lại cái bồi thẩm đoàn. Về những cái tình tiết của vụ án thì người ta nói cái điều đó là không có được thực hiện cho nên cái phiên tòa đó họ không có công nhận thì trong khi mà chờ xử lại thì bây giờ trong lúc chờ xử lại thì một nạn nhân thứ ba xuất hiện cũng nói là trong cái thời gian đó đó ở năm 2016 17 thì cái cậu bé này cũng là 10 14 tuổi cũng kể đã cũng từng bị cái người mục sư này có những cái hành vi xàm uh, sàm sở những cái hành vi mà không xác uh, đáng thì thêm là một cái đơn kiện nữa nộp vô rồi chưa hết, mới đây nhất lại thêm một nạn nhân thứ tư. Cũng wow. nộp đơn vô cũng với những cái hành vi tương tự của người này. Thì bây giờ đó, trong lúc mà chờ phiên tòa sắp tới sẽ diễn ra thì um, phía bên những nhà điều tra, phía bên công tố họ nói rằng là như vậy họ nghĩ không chỉ dừng lại có bấy nhiêu nạn nhân, bởi vì cái nhà thờ này á, mỗi tuần lễ có đến người ta đếm cái số lượng mà người yeah. đi nhà thờ này hàng tuần khoảng 28.000 người. Cho nên là cái số lượng mà những nạn nhân của cái ông mục sư này nó còn nhiều nữa. Cho nên người ta kêu gọi à, những những đứa bé nào trong thời gian đó có thì bây giờ bao nhiêu năm rồi, 2016, 2017 thì bây giờ 2024 là nó lớn hơn nhiều. Thì nó cứ mạnh dạng, nó lên tố giác. Thì từ ở cái việc này á, mới nhắc lại ở trong cộng đồng chúng ta như vừa qua đó, có những cái cô gái À, bây giờ sau bao nhiêu năm rồi mới đi kiện lại ừ. một vị trụ trì về cái tội là ngày xưa lúc vòng nhỏ đi chùa bị ông thầy sàm sỡ vân vân thì khi mà những cái vụ này đưa ra bao giờ cũng có hai cái dư luận hết á yeah. một bên thì nói tại sao ngay lúc đó không la lên không khóc lên rồi người thì nói là tại sao bây giờ mới là la lên ừ. nhưng mà họ không hiểu được khi mà người ta nghiên cứu tâm lý của những người này á thật ra không phải ai cũng có đủ cái mạnh mẽ Đúng để mà rồi. họ nói nhất là những cái người họ nói họ không biết nói như thế nào chưa kể là gia đình không có tin gia đình không tin rằng là ở uh, nói là ở uh, đó có thể là một vài hành động cử chỉ của những người lớn đối với đứa nhỏ mà theo văn hóa những đứa ở đây nó lớn lên theo kiểu Mỹ nó không chấp nhận vân vân, họ cứ gạt ngang như vậy. Yeah. Nhưng mà đối với những người uh, mà chuyên nghiên cứu về tâm lý á, họ nói những cái đó nhiều khi nó cứ tích tụ trong lòng không nói ra được đến một lúc mà nhất là khi mà trưởng thành mà họ nói ra được cái điều đó thì đó là một cái sự rất là can đảm thì họ sẽ đánh thức nhiều cái cái chuyện khác cho nên chúng ta thấy ở đây có nhiều đứa bé từ nhỏ nó bị những cái à, lạm dụng tình dục nhưng mà tại không sao nói bao nhiêu năm và bao nhiêu em năm nó mới luôn. dám nói lên điều đó Đúng, chứ có. không phải chỉ riêng trong cộng đồng Việt Nam của mình đâu thì đây là một cái trường yeah. hợp như vậy Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả với cà phê sáng. Giờ đây chúng tôi chuyển sang phần thời sự thế giới với rất nhiều các bản tin chính trị liên quan đến tình hình quốc tế và Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi. Chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thủy vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.